Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 210. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên ủng hộ Tuấn Anh bằng cách bấm like và đăng ký kênh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ đối tử thuần chậm rãi mở to hai mắt Nhìn Lâm Bắc Thần Còn cho là mình bệnh tình nguy kịch Rồi xuất hiện ảo giác Nhưng dựa theo năng lượng tụ lại trong thân thể Thần trí của hắn cũng dần dần rõ ràng hơn Rốt cuộc xác định tất cả đều là hiện thực Tiểu đệ Người, người cũng bị mắt tới nơi này sao Hắn đột nhiên giật mình Trên mặt hiện ra vẻ lo lắng Lâm Bắc Thần vội vàng giải thích một phen Sợ ngần nói đúng vậy hắn bây giờ chính là đại ma vương kiếm tiêu dao hùng danh hiển hách của thần giới lão đới ta trước đó đã từng nói với ngươi chúng ta hình như thật sự sắp đổi vận rồi đới từ thuần đại hỉ hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó mặt lại hải tay trầm bắc thần nói tậu tượng người bọn họ vẫn còn sống chứ lâm bắc thần nói đời đại ca ngươi yên tâm tậu tượng cùng chất nữ sống rất tốt các nàng cũng rất nhớ ngươi người chân nên kích động tĩnh dưỡng cơ thể thật tốt Mấy ngày nữa ta có thể mang các người về nhà Thật sự có thể trở về sao? Sở Ngân đứng một bên cũng kích động Về được chứ? Lâm Bắc Thần cực kỳ khẳng định nói Trên xe tốc hành tích tích Vẫn có thể ngồi thêm hai người Hai người sở Ngân cùng đối tự thuần Đều vô cùng bừng rỡ Lâm Bắc Thần lại hỏi Đúng rồi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các người tại sao đã xuất hiện tại thần giới? Ta ở đông đảo Trần Châu tìm kiếm các người rất lâu Sở Ngân thở dài một hơi lại nói Việc này kể ra thật là dài dòng lắm Chúng ta là bị bắt tới đây Sở Ngân nói Lục trường sau khi chúng ta đưa thất hoàng tử đến Kinh Thành Trong lúc ở bên trong thành chọn bùa một ít đặc sản, mỹ thực, khoáng vật Còn dựa theo yêu cầu của ngươi Tìm kiếm hỏi thăm giúp người về mỹ nhân kia Đương nhiên chỉ là nhớ kỹ tên của các nàng mà thôi thuận tiện cho người sau này đến các kinh thành tìm kiếm các nàng. Lâm Bắc Thần thấy tốt phủ nhận, đừng có bôi nhỏ sự trong sạch của ta, ta chưa hề yêu cầu các ngươi làm ra chuyện này. Sợ Ngân cũng không tranh luận cùng tên hoàn khố này, tiếp tục nói. Sau khi làm xong những chuyện ấy, chúng ta rời khỏi kinh thành, trên đường trở về triều huy đại thành. Từ đồng mọi chuyện cũng rất thuận lợi. Một ngày sau bọn ta đến điều thủy thành, cách kinh thành khoảng ngàn dặm. Trời lúc bấy giờ cũng sắp tối Chúng ta ở lại nhà trọ trong thành Anh ngờ màn đêm buông xuống Lại xảy ra chuyện cực kỳ kinh khủng Màn đêm buông xuống Không có bất kỳ dấu hiệu gì Một bàn tay khổng lồ Màu đỏ sẫm xé toạc bầu trời Vườn tay xuống mặt đất Đem toàn bộ hơn 800 ngàn người của Lưu Thủy Thành Tính cả vật nuôi, gia súc Toàn bộ giữ trong lòng bàn tay Tất cả đời này chưa bao giờ thấy quả cảnh tượng như vậy bàn tay khổng lồ màu đỏ sẫm của yêu thú nào đó một ngón tay giống như dãy núi nhẹ nhàng vô một cái nhổ đất đai lưu thủy thành trong vòng trăm vạn dặm lên sợ ngần nói đến đầy lại nhớ tới chuyện năm đó dù đã trải qua từ lâu nhưng trong giọng nói của hắn vẫn mang theo vẻ chấn kinh lâm bắc thần thử tưởng tượng một chút cũng bị chấn kinh theo khi tôn gỗ không bị đặt ở dưới ngũ hành sơn cũng không khác gì hơn cái này đi tối thiểu song thần vị của hắn hiện nay không đủ loại thần thông này. Thần linh giống như minh nhược ở thần giới cũng tuyệt đối không làm được. Cái này tối thiểu phải là cao vị thần hay là cấp chủ thần hay là những tà thần cường đại ẩn nấp trong hư không kia. Chuyện sau đó thì sao? Lâm Bắc Thần tiếp tục truy vấn hỏi. Về sau, Sở Ngân thở dài một cái lại nói, về sau chúng ta hơn 800.000 người, bao gồm cả Lưu Thủy Thành bị bàn tay khổng lồ mang rời khỏi đông đảo Trần Châu, bị đặt ở một nơi xa lạ. Nơi này có chiến sĩ mặc áo giáp màu đen, nắm giữ thực lượng thuật sĩ cường đại, vây quanh thành thị nuôi nốt hơn hai vạn người chúng ta, giống như giả súc vậy. Mỗi một ngày đều có một vạn người bị mang đi. Chẳng biết khi đâu, nhưng hiển nhiên là giữ nhiều lành ít, bởi vì bọn hắn không còn xuất hiện nơi này nữa. Đó đến đây trên mặt sở ngân không khỏi lộ ra vẻ thù hận dù là người già hay là trẻ con Hay là người phụ nữ có thai Cũng không có chút tôn kiềm nào Giống như lợn như dê ngoài chợ vậy Để người ta lựa tới lựa lui Bên trong thành có võ giả Không thiếu cấp bậc tông sư Chúng ta đã cưng có ý đồ phản kháng Căn bản là vô dụng Thực lực cách biệt nhỏ quá lớn Còn chết mấy ngàn người Thì thể những người này cũng bị xem như Một dạng nguyên liệu rồi mang đi Về sau nữa tất cả mọi người bên trong thành Lâm vào tuyệt vọng như cái xác không hồn rồi bị đuổi đốt. Đó mười người chúng ta cũng bị mang đi sáu người, tung tích thì không rõ. Mãi trở đến khoảng bảy mươi mấy ngày sau, khi bên trong lưu thủy thành còn thừa lại không đến ba vạn người, bọn hắn đột nhiên không mang người đi nữa. Một vài thanh niên trai tráng còn sống sót, bao gồm ta cùng lão đới, bị xua đuổi tới đường hầm, làm khoáng nô, đi đến trong nguy hiểm nhất đào khoáng, một số người già trẻ em còn lại lưu bên trong thành. Bọn hắn gặp phải chuyện gì, ta đến bây giờ vẫn không điều tra rõ ràng được. Sợ ngân nói. Lâm Bắc Thần nghe đến đó, trong lòng không khỏi trùng mình. Chờ một chút, lão sợ. Ý của người là các ngươi Đưa bàn tay khổng lồ bào đỏ sậm kia mà các người tới, chính là thần giới này. Hắn phản ứng lại. Đúng vậy, chính là thần giới này. Sợ ngân cắn rằng nói. Nếu như ta đoán không sai, Lục trược thị pháp cấp lấy Lưu Thủy Thành cũng là người thần giới này. Những vị thần linh và các sinh linh đông đạo chân châu tín ngưỡng lại đem con dân của bọn hắn xem tiền giả súc và vật liệu tùy ý đánh giết nổ dịch. Ta từng ở trong lòng thề rằng cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ đem tất cả đám ác thần ở nơi này tiêu diệt sạch. Trong đầu của Lâm Bắc Thần vô số ý niệm điên cuồng lấp lóe. Nhiều đinh cảm giống như những quả bóng bọt Đừng phun ra từ máy tạo bằng bóng trong suốt và lộng lẫy khiến cho hắn bờ hồ tưởng như đã bắt được thứ gì đó nhưng ngay sau đó nó vỡ tan bang một tiếng thần giới các thần linh trong thần giới rốt cuộc là một đám sinh vật gì chuyện này thật là kỳ quái Là bắc thần nói sau khi các người mất tích ta dùng hết các loại thủ đoạn phát động các loại thế lực trong phân ngàn kế tìm kiếm tung tích của các người cũng không có chút manh mối nào. Thậm chí chuyện tiền quan tên Lưu Thủy Thành cũng chưa từng nghe nói qua. Theo Lý mà nói, một tiểu thành thị tầm trung như vậy, tính cả hơn 800.000 người bên trong thành biến mất không dấu vết, không phải là chuyện nhỏ. Đế quốc hẳn phải đi điều tra mới đúng. Nhưng chuyện này dường như không có chút gợn sóng nào. Ta đây cũng không rõ. Sở Ngân chậm chậm nói. Dựa theo lý lẽ thường tình mà nói, Đề cuộc không có khả năng nào là không biết được. Dựa theo cách nói của ngươi, thì Lưu Thủy Thành cùng chúng ta giống như là hoàn toàn bị quên lãng vậy. Lãng quên? Trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi động. Hắn không bận tâm nữa, chuyển chủ đề tiếp tục hỏi. Vậy sau đó thì sao? Những người đào khoáng cùng một chỗ với các người ở đâu? Sợ Ngân tiếc mắt nhìn đới tử thuần, chậm rãi nói. Đều đã chết. Hơn một vạn thanh niên trải tráng tựa như sâu kiến bị xuôi đuổi đến chỗ sâu nhất của quặng mỏ là chỗ nguy hiểm nhất có người bị lửa bỏ quặng thiểu chết có người bị thú mỏ quặng xé nát ăn hết có người bước nhầm ngã vào khe hở vực sâu cũng có người bị đội chấp pháp đánh chết tại chỗ ta cùng lão đới còn có một đám võ giả thực lực không tệ cũng đã tận lực giúp một tay nhưng không có dùng đến bây giờ hơn một vạn thanh niên trai tráng lưu thủy thành giờ chỉ còn lại hai người là ta cùng lão đới nói đến đây nhờ có hai cánh tay người cho ta nếu như không có bọn chúng ta cùng lão đới cũng sớm đã không còn sở ngân để lộ ra hai cánh tay của mình ngày trước thiên mã lưu tình tí có sự thay đổi kỳ lạ trở nên to hơn lớn hơn cũng càng có lực lượng hơn thậm chí có thể sản sinh ra một lớp da thịt bao trùm đến cánh tay kim loại đi vào thần giới không lâu ta liền phát hiện thiên ban đầu tình tí có kỳ dị biến hóa. Ngay từ đầu chỉ là lực lượng của nó tăng lên. Về sau chuyện thần kỳ phát sinh, khi ta tiến vào khoảng mỏ, lại phát hiện nó lại có thể chủ động hấp thu lực lượng khoáng thạch, hấp thu một chút bí mật năng lực mảnh đất thần thạch này, không ngừng mà biến dị, không ngừng mà tăng cường. Cũng chính là dựa vào bọn chúng, ta cùng lão đới mới có khả năng sống sót trong hầm mỏ này. Sở Ngân chậm chậm nói, lập bắc thần đối với chuyện này cũng đã sớm đoán được bởi vì bên cạnh hắn còn có cung công cũng lắp thiên mã lưu tinh tí trên người mà hắn còn lắp nhiều hơn Sợ ngân một cái chân cung công chân cùng cánh tay cũng đã có dị biến loại dị biến này thậm chí khi ở đông đảo trần châu cũng đã sinh ra nay từ đầu chỉ đã giảm cảm giác tồn tại của cung công xuống khiến rất nhiều người theo thời gian qua đi xem nhẹ và quên lãng trên thế giới này có một người như vậy về sau biến thành thần kỹ trẻ dấu cực đoan. Cho tới bây giờ, cung công đã có thể hóa thành cái bóng. Ngay cả một số trận pháp thần giới đều không thể phát xác ra được hắn. Thời gian dài như vậy đến nay, cũng chỉ có áp gì gì taxi, lục đón xe mới kiểm tra ra sự tồn tại của cung cấp. Cũng đã tiên mãn lưu tình tí, lắp đặt ở trên người khác nhau, vậy mà lại sinh ra biến dị khác nhau mà loại biết gì đại dường như phù hợp với thân phận địa vị của chủ nhân phù hợp với hoàn cảnh sinh tồn trong lòng trở mong thật sự đã quá thần kỳ lâm bắc thần trong lòng hiện ra nghi hoặc to lớn hắn hiện tại thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi thiên bản lưu tình tế này rốt cuộc có phải là đồ vật của thần giới không với kỹ thuật rèn đúc của phàm giới của dương trầm chu cũng có thể tạo ra đồ vật như vậy đám thần chế tạo thần giới không có lý nào không thể chế tạo ra. Nhưng tại sao ở thần giới chưa từng gặp qua những người lắp ráp cánh tay như thế này? Cùng công cùng sở ngân đều là bởi vì có cánh tay như thế này liền có được chiến lược tranh đấu đặt chân ở thần giới. Có nghĩa là chỉ cần chế tạo một lượng lớn trần tay giả chế tạo ra hàng ngàn hàng vạn thần chiến sĩ chẳng lẽ có thể nhẹ nhõm trở thành tiễn nhất đại tộc thần giới sao? Các vị thần linh thần giới đều là đồ đần chắc. Lâm Bắc Thần cảm thấy ở trong đó chắc chắn chuyện gì mà bản thân không biết. Đời đại ca bị thương là vì chuyện gì? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Ta là bị người ta đả thương. Đức Tử Thuần cố gắng lấy tay chống đỡ cơ thể, lại kịch liệt họ mấy tiếng, hô hấp dần dần bình phục lại, mới chậm rãi nói. Lão sở trong lúc đào mỏ thể hiện ra năng lực to lớn, dẫn tới sự chú ý của rất nhiều người nhất là sau khi mấy lần đào được thần khoáng hiếm thấy, liền bị rất nhiều người ghim. Lúc đầu chỉ là một vài tiểu nhân vật, đều bị lão sở nhẹ nhõm giải quyết. Về sau đến một số thần chiến sĩ quyết tộc cường đại, thậm chí thần linh khác thuộc hạ của khoáng tạch tri chủ cũng đều biết đến sự tồn tại của lão sở. Bắt đầu muốn mua lại lão sở với giá cao, nhưng vẫn anh thần sao có thể bằng lòng cơ chứ? Lâm Bắc Thần nghe vậy, âm thầm gật đầu. Loại tình huống này là trong dự liệu nô lệ tội dân Địa vị thấp kém Thần bắt dò kỵ Rất dễ bị ghi nhớ Nói đến đoạn này Đối tử thuần lại khó khăn vài tiếng Sau khi cố gắng điều chỉnh hô hấp Mới tiếp tục nói Vẫn anh thần cái này là thần linh khốn nạn Đấu không lại một số vị thần địa vị cao Tên là đem tầm từ đánh trên người lão sợ muốn đời lão sợ tự mình cự tuột Ngay từ đầu ta cùng lão sợ cũng cảm thấy chuyển sang nơi khác có lẽ không tệ ít nhất có thể nhìn thấy ánh sáng nếu thật sự gặp được vị thần tốt có lẽ còn có nơi tưởng tựa nói đến đây hắn lại thở dài một tiếng chúng ta nghĩ về những thần linh này quá tốt mơ mộng hão huyền quá bọn hắn còn sơ bẩn hơn phạm nhân rất rất nhiều lần vân anh thần thấy chúng ta có ý muốn rời khỏi đây thế là tìm cớ vụ oan hãm hại ta nói sâu ta trộm dấu thần thạch khai thác khoáng thạch quý làm của riêng đem ta đánh cho trọng thương dựa vào chuyện này uy hiếp lão sở không được rơi khỏi quảng mỏ lão sở không còn cách nào không thể làm gì khác hơn là băng long ta hiện tại dường như là một dây xích đem lão sở buộc chặt ở chỗ này ta rất nhiều lần khuyên lão sở không cần để ý đến ta với thực lực của hắn tuyệt đối có thể giết ra ngoài tối thiểu là khiến bản thân tự do cũng không khó thế nhưng là ta liền lụy hắn rồi sắc mặt của đới tử thuần vô cùng áy náy sợ gần lớn tiếng nói lão đới người nói cái gì vậy chúng ta là huynh đệ chỉ còn lại hai người chúng ta thôi bỏ mặt ngươi ta còn mặt mũi nào đi gặp cậu hoàn khố lâm bắc thần này còn may hôm nay hắn tới không phải vậy ta thật sự sắp không ngóc đầu lên được lâm bắc thần nói vân anh thần chó chết này món nợ này ta nhớ kỹ trong lòng hắn sẽ không thoát đâu. Đúng rồi lão sợ, trước đó ngươi bị người tạo quất là xảy ra chuyện gì? Đức Tử Thuần tranh trả lời nói, cũng là quy định và Vân Anh Thần quyết định. Lão sợ mỗi ngày đều phải chịu đánh một trăm roi, gọi là sát uy roi. Nó là để nhắc nhở chúng ta nhớ kỹ, một ngày là tội dân, cả đời là tội dân, nhớ kỹ thân phận của mình. Kỳ thật chính là vì làm cho những người khác xem, cũng là đang cố ý trả tấn lão sợ vậy. Lâm Bắc Thần khẽ cánh môi nói Hắn quất lão sở bao nhiêu rồi Chúng ta nhất định phải lấy hết về Khiến cho hắn trả lại gấp 10 lần Hắn thủ rất dài Món nợ này Không có mấy trăm tỷ điểm tín ngưỡng Tuyệt đối không thể mua bán được nữa Sở ngân cùng đối tử thuần Nhìn thấy Lâm Đại Thiếu toát ra sự tàn nhẫn Cũng không thêm dầu vào lửa Nhưng đợi tức giận này Nói ra sẽ làm tâm tình tốt hơn nhiều Nhưng tuyệt đối không thể hành động Theo cảm tính Vân Anh Thần chỉ là một hạ vị thần. Nhưng trên đầu của hắn còn có một vị thần linh khoáng thạch trì chủ, một trong thất đại chủ chiến thần giới. Đây là một tảng đá khổng lồ trẻ quất cả bầu trời. Dù là Lâm Bắc Thần có thần phận là kiếm tiêu giao cũng không đối phó được. Ta hôm nay sẽ đưa các ngươi đi. Lâm Bắc Thần nói, trước hết rời khỏi địa phương quỷ quái này đã rồi nói sau. Qua mấy ngày nữa, chờ ta hoàn thành giải đấu thần tuyển là có thể cùng nhau trở về đông đạo chân châu rồi sở ngân ngạc nhiên nói nói nhiều như vậy còn không biết người làm như thế nào đi vào thần giới không lẽ người còn có thể trở về <laughs> đương nhiên là có thể trở về ta lần này chỉ là một chuyến công tác ngắn ngày mà thôi lâm bắc thần cực kỳ đắc ý nói hắn nói cho hai người biết là kiếm chi chủ quân mời bản thân tới là một món lớn đã đặt xong vé xe trở về rồi sợ ngần không nói gì nữa. Trên mặt của đối tử thuần lại là tràn đầy sự trở mong. Tại đã là mắc bệnh nạn y hoa ngấn giai đoạn cuối. Nếu như có thể trở về, nhìn thế tử cùng nữ nhìn một chút là mãn nguyện rồi. Yên tâm đi, người không chết được đâu. Lâm bắc thần nói. Đúng rồi, không nói những chuyện này nữa. Màu chóng nghĩ biện pháp trị thương cho người. Người trước tiên ăn một chút đồ bổ, bổ sung năng lượng và tinh thần hắn lấy trà tuyết quả cùng một chút thuốc bổ khác. Lão đơn bây giờ thể chất quá yếu, quá bổ thì không tiêu nổi, cho nên không thể sử dụng thuốc quá mạnh. Việc cấp bách là mau chóng được hắn mang ra ngoài, tìm hệ thần thuật sư cao minh, trước tiên chữa khỏi ám thường trong cơ thể đã. Đáng tiếc là ngũ hệ tiên thiên huyền khí trong cơ thể hắn bây giờ bị áp chế. Thủy liệu thuật không cách nào sử dụng được. Vì liệu thuật liệu có phải do thần linh tạo thành hay không cũng chưa biết. Ba người cười cười nói nói. Đức tử thuần ăn trí quả, chợt cảm thấy bệnh nặng kéo dài, hoàn toàn được chữa khỏi. Cả người thoải mái đi rất nhiều, khí lực cũng khôi phục một chút. Bật ra khát vọng sinh tồn trong lòng lại dâng lên mãnh liệt. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền tới tiếng mắng. Tội đồ, cậu nốt tay nhà ngươi, dám trông lại cho hình, còn không cút ra đây cho ta thành ngầm ẩm vàng giống như thiên đôi. Tràn trề ký tức thần lực từ ngoài phóng đến là Vân Anh Thần. Sắc mặt sở ngân hơi đổi, hắn về ma đích thần đến đây, tới thật đúng lúc. Lâm Bắc Thần cười lạnh nói, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được lại chẳng tốn chút công phu, ta đi chăm sóc hắn thật kỹ. Trở nên kích động, sở ngân vội vàng nói, kích động, người cũng không phải không hiểu rõ ta. Lâm Bắc Thần vừa đi hướng ra bên ngoài vừa nói Ta là sợ chết nhất Sẽ không làm chuyện không đám chắc trong tay Ta đã bao giờ xúc động đâu Sợ Ngân nghĩ nghĩ một lúc Cảm thấy điều này cũng đúng Tiểu từ túi này quá tùy tiện rồi Ông ta có ý định đi theo ra Nhưng Lâm Bắc Thần khoát khoát tay nói Cười ở chỗ này với đứa đại ca đi Sau mấy hơi thở Lâm Bắc Thần đi vào ngoài đập Ngụ đại hoàn khố vẫn còn ở đây cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Có hai mươi tên thần chiến sĩ khác thuộc hạ của Vân Anh Thần, mặc áo giáp màu vàng nhạt hiện ra khoáng thạch quang trạch. Là Vân Anh Thần lấy nam thạch chế tạo, khả năng kháng va đập cực tốt, dành sừng độ cứng vượt qua xác thần quy. Bà Vân Anh Thần đứng ở phía trước mặt hai mươi tên thần chiến sĩ tinh luyện này. Vị này là hạ vị thần, gần đây giành tiếng lên cao, cao ước chừng một mét rưỡi, sang người thấp bé, khung xương to lớn phạm vỡ trên mặt hiện lên sự dữ tợn đầu bụi to hộc mặt hãm sâu tướng mạo chỉ có thể nói là vô cùng xấu xí đặc biệt nhất là bộ râu màu vàng tua tủa như thác nước của hắn trải phút bóng lưỡng như bôi dầu dài khoảng chừng một mét đoạn cuối còn tết thành miếng tóc mặc lên người giáp trụ màu vàng nhạt phảng phất như sắp bị cờ bắp làm nứt vỡ toàn thân hắn tản mát ra thành thực không tầm thường tưởng như thủy triều không ngừng mà bành trướng ra vốn phường tám hướng đôi mắt tuy nhỏ nhưng trông khá hung ác hung hăng nhìn chằm chằm lâm bắc thần mọi người xung quanh bị loại thần vị này chấn nhiếp không nghĩ tới kim tiêu sao tại danh đỉnh đỉnh vậy mà lại xuất hiện ở nơi thầm sơn cùng cốc này của ta biểu cảm của vân anh thần nhìn không ra hỉ nộ ai ố thanh âm của hắn nặng nề giống như là gõ phạm một cái bình bằng đá mang theo uy áp thần lực, thực lực thần linh này không bằng mình nhược Lâm Bắc thần nhìn thoáng qua liền đưa ra phán đoán, tội đồ cùng một người khác trong huyệt động này đều là bằng hữu của ta, ta muốn chuộc bọn hắn đi. Lâm Bắc thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, vân anh, người đưa ra cái giá đi. <laughs> Từ lúc nào thần linh làm bằng hữu cùng tội dân vậy? Vân anh thần cười to, Lâm Bắc thần nói, đây là chuyện của ta không liên quan đến người Vân Anh thần hờ một tiếng nói, bây giờ ngươi mang cái danh kiếm tiểu giả, có thể nói là vang vọng thần giới. Ngươi đã mở miệng, vậy ta sẽ nề mặt ngươi. Như vậy đi, ngươi đưa cho ta mười ước điểm tín ngưỡng là được. Hành đồ đệ này, ta có thể chuyển nhượng cho ngươi. Là Bắc Thần kẽ giật mình, còn mẹ nó, hắn mà vậy mà thật sự trả giá. Cái này không có trong kịch bản của ta không phải nói tên thần linh chó má này, toàn tâm toàn ý muốn âm chặt cây ruộng tiền như lão sợ sao? Mặc kệ ai đến trao đổi, cái gì cũng không nghe, trực tiếp cự tuyệt sao? Hiện tại bắt đầu co kè mà cả rồi. Lâm Bắc Thần lúc đầu không dự tính thật sự bỏ tiền ra, chỉ ta muốn tùy tiện ứng phó hai bà cậu. Sau đó mượn cớ cố ý đàm phán không thành, động thủ, dùng vật lý học thuyết phục. Kết quả gia hỏa này, vậy mà thật sự trả giá Mười tỷ điểm tín ngưỡng Nói nhiều không nhiều Nói ít cũng không ít Sợ vào cái gì phải đưa hết cho cái tên chó chết này Lão sợ cũng lão đới Chịu nhiều tội như vậy Chịu nhiều tra tấn như vậy Con phải đưa tiền cho hắn Nằm mơ Mười ức nhiều quá Lâm bác thần thản nhiên nói Năm trăm đi Cái gì Vân Anh thần ngẩn ngơ Chắc là mình nghe lầm Người nói bao nhiêu Năm trăm điểm tín ngưỡng Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Ngũ Đại Hoàn Khố đứng bên cạnh hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt ngơ ngác mà nhìn Lâm Bắc Thần. Lão đại thật sự trả giá quá ác rồi. Kiếm Tiêu Dao, ngươi không nên nói đùa với ta. Sắc mặt của Vân Anh Thần âm trầm xuống. Hắn cố kỵ danh tiếng của Kiếm Tiêu Dao, cho nên mới không so đò chuyện quyến tộc xứ trước mình bị đánh cù tay, bị đánh trọng thương. Đây đối với tính khí nóng này xưa này của hắn mà nói đã rất không dễ dàng gì rồi. Không nghĩ tới kiếm tiệm rào này, đúng là được đàn lấn tới. Là người nói đùa với ta trước chứ? Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, người hôm nay ta nhất định phải mang đi. xa cả đem những người không đồng ý, có thể từ từ bàn bạc. Hắn thể hiện rất cường thế. Trên thực tế, nếu không phải kiêng kỵ phía sau Vân Anh Thần là khoáng thạch trì chủ, hắn đã sớm đánh Vân Anh Thần đè xuống đất rồi. Vận Anh Thần giận quá hóa cười nói <cười> Cũng được Ta nể mặt người chỉ cần đồng ý với ta một điều kiện Tội đồ cùng tên bị bệnh kia Người cũng có thể mang đi Trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi động Điều kiện gì? Vận Anh Thần nhếch miệng cười một tiếng Cứ hai tay tội đồ xuống cho ta Người có thể mang bọn hắn rời đi Lâm Bắc Thần nghe vậy Trong nháy mắt thần sắc trở nên lăng lệ Sự hai mắt của hắn nhắm lại rồi mở ra dường như có một tia kiếm quàng lóe lịch một luồng sát khí vô hình tuôn ra ta cho người cơ hội nói là một lần nữa lâm mặc thần nói vân anh thần lông ngoài dựng thẳng đứng mà nói nô lệ của ta sống chết do ta quyết định huống chi là một đôi cánh tay ngược lại lớn tiếng quát về phía hàng động tội đô còn chưa cút ra đây sở ngân chậm rãi đi ra gỡ hai cánh tay của người xuống vân anh thần thản nhiên nói Sở Ngân cười cười không nói gì. Song quyền của hắn nắm chặt, nhẹ nhàng đập trước người một cái. Kỳ khí phục hình bộc phát. Đây chính là câu trả lời của hắn. Vân Anh Thần đột nhiên biến sắc. Tên đồ lệ nhà ngươi, dám phản kháng ta. Lâm Bắc Thần đếc mắt nhìn lão sợ, lại nói. Để hắn cho ta. Sợ Ngân kinh nghĩ một lúc, đưa tay làm thủ thế mời. Trên người Lâm Bắc Thần, ngọn lửa đỏ rực bốc cháy hừng hực. Càng người phảng phất như một mặt trời đang nên cuồng thiêu đốt, tản mát ra ánh sáng cùng sực nóng vô tận, đem đường hầm hắc ám nhất thế giới này chiếu rọi sáng như ban ngày. Kim sắc hoa văn bên phải quyền cùng đỉnh đầu lấp lóe. Bất hủ chi khôi cùng hoang thần quyền sáo lại một lần nữa được triệu hoán ra, thần lực thiêu đốt, lầm bắc thần trực tiếp xuất thủ. Hoa diễm quyền kinh hóa thành hỏa long gào thét mà ra. Vân này Thần giận dữ thét lên, kiếm tiêu dao người đúng là ngông cuồng hắn hãy hậu kế phía đúng là không dám đối kháng chính diện với một kích này thân hình béo tròn tựa như viên thịt lăn một vòng về phía bên cạnh quyền kinh lướt qua mặt đất kinh tế khủng bố trực tiếp bị nổ tung thành một vết nứt màu đen cháy xém dài hàng trăm mét và một lỗ đen cháy khét lẹt có đường kính mười mét được thổi ra từ bức tường bỏ phía xa sâu không thấy đáy tiểu lòng tiểu băng tiểu mộc đâu Mấy người các người Mang băng ngựa của ta đi trước đi Lâm bác thần quát to Ai dám ngăn cản đánh cho ta Lão đại người yên tâm đi Tiềm đông hưng phấn trống to Lão đại Ngài cứ chờ đấy Mấy người lưu băng ổn sắp vẻ như thể bọn hắn sợ rằng thế giới sẽ không hỗn loạn Hành động ngay lập tức Không khổ danh là hoàn khúc của thần giới Vô pháp vô thiên đã quen rồi Vốn chí lần này còn có người cao như Lâm Bắc Thần thành chống đỡ. Bọn hắn xem như tìm thấy cơ hội vui chơi rồi. Rất nhanh hành người đối tử thuần cùng sở ngân, đi bình cụ đại khoản khố mang ra bên ngoài. Ngay cả những thứ trong hàng đá, vách đá đều được khiêng đi, một cái cũng không rớt xuống. Ngăn chúng lại. Vân Anh Thần đổ trận lôi đỉnh. Có ai không? Rung chuông thần cho ta. Đưa tin gọi người tới. Không cho phép bọn hắn ra khỏi đường hầm dưới mặt đất trong hầm bỏ dưới mặt đất một tiếng chuông dồn rập chói tai bỗng nhiên vang lên trong bóng tối từng đầu đang đồ án vân anh kỳ dị lấp lóe các loại trận pháp mở ra ánh hắc sắc hắc ám lưu truyền lấp lóe vô số thần chiến sĩ vân anh thần tự đằng xa gào thét lao tới xông ra vẻ mặt của lâm bắc thần tràn gặp sát ý lại ra một quyền nữa ai cản ta thì phải chết vân anh thần giống to nói kiếm tiêu dao người đừng khi người quá đáng dùng nhạc cự nhân đi giết cho ta hai tay của hắn nhấn trên mặt đất một cái bằng đến thần lực phủ lục chi quang lấp lóe phóng ra nhìn thấy trên mặt đất từng khối khoang thạch to lớn chen trúc tụ lại với nhau tưởng như đột nhiên sống lại trong nháy mắt tổ hợp thành một người khoáng thạch khổng lồ cao hai mươi mét toàn thân lóe ra khí tức thần lực nguy hiểm bỗng nhiên vọt tới trước giống như núi cao hướng phía lâm bắc thần phì tới đại triều thạch đầu nhân lâm bắc thần quyền kinh hóa kiếm khí quét ra dung nham cự nhân trong nháy mắt bị đánh tan lâm bắc thần người kiếm hợp nhất anh đột tràm trong nhánh mắt phá vỡ tất cả phong cự của vận anh thần trước khi xâm nhập thân thể giơ tay một tiếng ngân quang tiết triển kiếm nhất kiếm nhị kiếm quang sinh diệt thân hình của lâm bắc thần cầm đại thần kiếm đã vượt qua tất cả đuổi theo hướng về phía đám người sợ ngân. Thân hình của Vân Anh thần cứng ngắc tại chỗ. Ôi rồi ôi! Bên trong cổ họng của hắn, phát ra thanh âm gào thét trầm thấp như giả thú. Hai tay hắn che vị trí yết hầu cùng trái tim mình. Máu tươi như nham thạch theo khe hở phun ra. Được! Gan! Thật sự dám giết ta! Thân hình Vân Anh thần lảo đảo lắc lư, ngã nhau về phía trước. Bóng mặt tử vong chưa bao giờ tới Vân Anh Thần cảm giác được một cách rõ ràng Bản thân mình sẽ chết Hắn không dám tin Bản thân bản thể Vân Anh cứng cỏi vô song Lại bị trực tiếp đâm xuyên thủng Trong tay của kiếm tiêu giáo Ngoài trừ hoang thần quyền giáo Cùng bất hủ chi khôi ra Còn có thần khí khác Màu tươi nhìn đàm thạnh không ngừng phun ra Ý thức của Vân Anh Thần Dần dần mơ hồ Đúng lúc này xuất hiện dị biến Bên cạnh một khối nham thạnh Cao hơn 10 mét đột nhiên răng rắc răng rắc vỡ vụn từ trong đó chui ra một pho tượng nam tử hình người không có mặt cao khoảng hai mét một tay đặt ở trên vai vân anh thần trong nháy mắt thần lực mạnh mẽ vô song phun trào vân anh thần vốn đã chết mất đi sự sống Tựa như có dòng suối chảy ngược một lần nữa vào trong cơ thể vân anh thần há mồm thở dốc hắn trước tiên quanh người quỳ lại nói tiểu thần thảm kiến miệng hạ ừ uhm. Nam thạch nam tử không có mặt nhẹ nhàng hơn một cái trong hầm mỏ khổng lồ và vô biên âm thanh như vậy dường như vang vọng tiếng vang vô tận vân anh thần toàn thân run rẩy quỳ xuống đất không dám nói gì bởi vì xuất hiện trước mặt hắn chính là khoáng thạch trì chủ một trong thất đại chủ chiến thần linh thần giới phong tưởng nham thạch nam tử không có mặt chính là một trong những cách thể hiện hình tượng của khoáng thạch trì chủ từ trước đến nay trong con người nhà vạch của hắn giống như quạng mỏ tầm tối sâu không thấy đáy lẽ ra ánh sáng nhạt xa xôi tưởng như có thể vượt qua tất cả dãy núi cùng khe suối nhìn thấy tất cả kẻ địch đang chạy trốn nơi xa ở lại đây đi khoang thạch chi chủ chậm rãi nói bên ngoài mấy chục dặm ta bóng người đang điên cuồng chạy ra vô số bóng nhân hùng hãn không sợ chết xông lên ngăn cản ai cản ta thì phải chết Lâm Bắc Thần trong tay cầm đại ngân kiếm Này đã đổi thành hỏa chi nhiệt tình Đại ngân kiếm lần trước Chiến đấu ác liệt cùng Phan Đa Tình Mẹ một vết lớn Con chưa khôi phục Nhưng sắc bén không giảm Cho nên có thể đâm xuyên qua lớp phòng ngự Của Vân Anh Thần Bật còn đối phó với đám tạp nham trước mắt này Dùng hỏa chi nhiệt tình sử sức Lâm Bắc Thần cũng không muốn bại lộ Đại ngân kiếm quá nhiều Bởi vì thanh kiếm này Độc nhất vô nhị chỉ thuộc về chính hắn Lục Trường, sự tịch Đại sư thẩm tiểu ngôn chế tạo đại ngân kiếm cho hắn, cũng đã chuyển khắp đại lục hạ giới. Thần giới tự có phương thức giao tiếp với hạ giới, vẫn nhận biết được sự tồn tại của thành kiếm này, sẽ có thể suy đoán ra thân phận khạch nhãn quả sống của hắn. Mà hỏa chi nhiệt tình thì là đồ hắn ăn cắp, ở hạ giới rất ít sử dụng, tỷ lệ nguy hiểm bại lộ giảm xuống rất nhiều. kiếm Quang không ngừng sinh diệt thân chiến sĩ Vân Anh thần hệ từng người từng người xông lên, giống như gặt lúa vậy. Thời khắc mấu chốt, Lâm Bắc thận cũng tuyệt đối không lòng dạ đàn bà. Mấy người đưa băng ổn, tiềm long mang đích tử thuần theo sát phía sau. Sở ngăn thực lực siêu tuyệt, tự mình có thể hành động. Chỉ cần xông ra khỏi đường hầm này thì sẽ an toàn. Ngày phía trước, thật nhanh tới cửa ra vào rồi. Tiềm lòng lớn tiếng nói mấy cái tên hoàn khố chỉ cảm thấy khắp người huyết dịch cũng đang sôi sục. Trực nghiệp ban nạt nam nữ bên trong tòa thần thành, ăn cơm không trả tiền, thật sự là trời chán rồi. Loại cảm giác dường ngoài trên địa bàn của thần linh khác, thật sự là quá kích thích đi. Lập Bắc Thần cũng thở dài một hơi, giết một vị thần linh truyền đi, sợ rằng cũng gây nên đại sự nhỉ. Thật sự không được, thì đi tìm quốc chủ thần tị nạn một chút, như vậy chắc là ổn thôi vị chủ thần đại hoang thần tộc này đầu tư trên người của mình nhiều như vậy đã bỏ hết cả tiền vốn ra tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quan tâm đâu đột nhiên trong lòng lâm bắc thần dâng lên một tia cảnh giác ở lại đây đi một giọng nói to lớn ầm vàng vang lên quanh quẩn trong đường hầm hắc ám cùng khe rãnh vực sâu tạo thanh cộng hưởng cùng đáp lại giữa khe rãnh đường hầm chấn động đến đám người không khỏi một trận ủ tai hỏa mắt vì thế cùng bố tràn ra bốn phương tám hướng Không tốt, không đúng Có chỗ nào không tốt Có chỗ nào không đúng ta cũng không biết Tóm lại hình như là rất không ổn rồi Một đại hoàn khố tâm thần cuồng loạn Một bên chạy trốn Một bên nói chuyện với nhau Là uy áp của thần linh Trong lòng của lâm bác thần hiểu rõ Đáng tiếc hắn tuy có thần vị Nhưng không thể phóng thích quang hoàn thần linh sau đầu Không có cách nào đối kháng uy thế như vậy không cần quản những thứ khác, sống lên, hắn thét lớn. Đỉnh đầu bất hủ chi khôi phát ra kim quang óng ánh đối kháng uy thế. Mấy người khác dưới sự chiếu sáng của kim quang này, mới cảm giác được áp lực trên người mình tan đi không ít, chân tiếp tục vị nước đại. Lúc này âm âm, mặt đất chấn động, âm thanh kỳ dị khủng bố vang lên. Mau nhìn kia. Thạch cảm đứng chỉ về nơi xa, nhìn thấy trong bóng tối một vách đá dài mấy ngàn mét như đằng sống hoa thành sắn bắt đầu di chuyển nhanh chóng ngăn cản phía trước đám người chạy trốn mở ra lâm bắc thần một kiếm chém ra trường kiếm hỏa diễm gào thét lao ra phát ra tiếng long ngâm trảm trên vách đá ngàn mét kia oanh nhảm thạch khối động một cái khe dài hơn ba mươi thước xuất hiện đám người hoa thành lưu quang vọt tới oanh oanh tiếng âm vang đình tài nhức óc không ngừng vang lên bên trong đường hầm to lớn từng vách đá từng khối đá lớn từng dãy núi cũng bắt đầu chuyển động bọn chúng rằng khắp nơi không ngừng mà chuyển động chặn đứng ngăn cản tám người chạy trốn không tốt đây là khoáng thạch chỉ chủ là hắn xuất thủ rồi tiềm lòng thốt lên sắc mặt đại biến một trong thất đại chủ chiến thần linh xuất thủ ư lư bằng ổn Thách cảm đương Mộc lầm sầm cùng quan nhược phi Trong nháy mắt cũng cảm thấy sau cổ mát lạnh Lão đại Người đang làm gì vậy Vì sao lại kinh động đến khoáng thạch chi chủ rồi Tiềm lăng một bên trốn Một bên ngoái cổ hỏi Ta vừa rồi có chút kích động Không cẩn thận làm thịt vân anh thần Lầm bậc thần cũng không quay đầu lại nói Đừng có nói nhảm Theo sát ta đi Cách gì ta lại Ông trời ơi má ơi quá khổ bố đi trong nhánh phát âm thanh cụ đại khoản khố cũng thay đổi đồ thân rồi à Đạo đại người có cần phải chơi lớn tới như thế không đánh đấm một chút làm lặm một chút không sao người xông đến địa bàn của người ta giết cả chủ nhân chuyện này chuyện này chuyện này cũng quá kích thích đi không cần phải sợ lâm bắc thần liên tục xuất kiếm hắn không ngừng ngăn cản núi đá di động và đến đánh ra lỗ hậu mang theo đám người chạy tới nói ta đã truyền tin ra ngoài là cần người sai ta làm Mọi người đều là huynh đệ tốt Nói nghĩa khí Có nạn cùng chịu Ngũ đại hoàn khố Phi 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 đầu rủ xuống hạc tuyến Lão đại người có thể làm người được không hả Việc đã đến nước này Bọn hắn không thể làm gì khác hơn Là đi theo đường đâm bắc thần vạch ra Lúc này núi đá vách đá trùng quanh Tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh Đã không chỉ là ngăn cản bọn hắn Mà là chi phối Trực sau tấn công muốn đem bọn hắn đầm chết. Mẫu thần phù hộ cho Hải Nhi. Ngụ đại hoàn khố chưa từng gặp qua cảnh tượng như thế này, trong lòng điên cuồng cầu nguyện. Nhanh, đến cửa ra vào, cả người nhanh xông ra, ta chặn hậu. Lâm bác thần không tiếc hết thảy thiểu đốt thần lực, vùng kiếm chặt chém. Hắn dùng hết tất cả thủ đoạn khó khăn lắm mới tạo ra được một cái khe hẹp. Đâm cười hối hả bay vọt ra ngoài, hải mắt tỏa sáng, đi ra rồi. Tiềm Long đại hỉ, cuối cùng cũng đi từ trong hầm mỏ dưới mặt đất ra. Mẫu thần ơi, ta vẫn còn sống. Lữ Bằng ổn qua trương cười lớn. Mấy tiền hoàn khố kích thích đến mức mồ hôi ướt hết cả lưng, khó khăn thở ra từng hơi. Trong dẫn nhân vật cấp chủ thần, con sống sót chạy ra được, còn có cái gì có thể kích thích bằng đây chứ? Đừng ngừng lại, đi mau, đi mau, tiếp tục trốn thôi. Lâm Bắc Thần quá to, trong đầu của hắn báo động nguy hiểm, không giảm trái lại còn tăng. Quả nhiên, nháy mắt sau đó âm âm. Một bàn tay lớn màu đỏ thẫm ngàn mét tạo thành tươi nam thạch. Mà diễm thiểu đốt sôi trào, xe trách khe hở vỏ trái đất, giống như xé giấy vậy. Đưa tay ra ngoài, mang theo tên lửa đầy trời. Vì áp mà mà hình dung được, năng đây chụp về phía đám người lâm bắc thận. Sự truy sát của khoáng thạch trì chủ còn chưa kết thúc. Đi mau! Lâm bạc Thần thét lớn. Toàn thân của hắn cũng bốc cháy lên độ viêm, phóng lên tận trời. Kiếm quang tung hoành ngao thét, phóng ra kiếm quang vô tận, hướng về phía ngọn lửa từ bàn tay nham thạch khổng lồ kia phóng đi. Kiếm bát vạn kiếm sinh. Đây là kiếm thuật mạnh nhất trước mắt của hắn. Kiếm quang hỏa diễm vô tận chém lên trên bàn tay khổng lồ, nhưng lại giống như cây tăm đâm trên vách đá, trong nháy mắt liền bị bắn ra bàn tay nham thạch khổng lồ vẫn không ngừng mà bao phủ xuống như cũ. Phía biển dưới, sở ngân hai mắt trợn trừng, tay lão đới bàn tay khổng lồ hắn thét lớn. Đối tử thuần trong khoảnh khắc này, toàn thân không khỏi trù lịch. Cự thủ nam tương này cùng với cự thủ đã xé rách hư không ngày hôm đó, trực tiếp cấp lấy lưu thủy thành đến thần giới, tương tự biết bao nhiêu. Nhìn thấy nó, như thể là ác mộng của ngày đó tái diễn sự phẫn độ và hận ý ở trong lòng của hai người trong nháy mắt bùng nổ hơn tám mươi vạn người liền trực tiếp hoặc đã gián tiếp chết dưới cử thủ như vậy sở ngân tức giận dâng lên hai tay nắm chặt râu tóc thật trương đi mau đi mau tiềm lòng kêu ông ta lại một cái đừng quản lão đại hắn có thể chống đỡ được chúng ta ở lại cũng chỉ vướng víu tay chân thôi mấy tên ăn trời trác táng mộc lâm sâm kéo sở ngân cùng đới tử thuần chạy trốn chết cũng đúng sở ngân trong nháy mắt tỉnh táo lại nói cả người nói rất có lý chạy chạy thôi ông ta xoay người lại dù sao trong thời khắc mấu chốt nhất định phải tin tưởng huynh đệ của mình tiểu tử thối kia đã quyết định ở lại trạng hậu nhất định là có thủ đoạn gì đó có thể nghịch chuyển khi ở đông đảo trần chầu cũng hết lần này đến lần khác sáng tạo ra kỳ tích mà lần này chắc hẳn cũng là có thể chứ phía sau chuyển đến một tiếng oanh minh cực lớn đại địa chấn động kịch liệt sóng khi khủng khiếp hất bay đám người đang chạy trốn kia sợ ngân nhìn lại lầm bắc thần đã bị cự thủ nhằm tương kia giống như phi trùng đe xuống trực tiếp đánh hắn trên mặt đất trong mắt của đám người sợ gần suýt chút nữa đều lôi ra ngoài Hình ảnh của cự thủ phóng đại vừa rồi rất là nhiệt huyết hùng tráng kết quả chỉ chớp mắt liền so sánh quá tươi sáng rồi. Chỉ thích cử thủ nam tương kia, đầm lầm bác thần đập trên mặt đất, nắm giữ nửa bên thần của hắn. Sau đó nhiệt lực biến mất, nhằm từng nhanh chóng ngừng kết cố lời, biến thành một toàn núi nhỏ hình dạng năm ngón tay. Đem được người phía dưới của lâm bác thần vững vàng phong ấn ở trong đó. Bên ngoài chỉ lộ ra một đôi cánh tay cùng một cái đầu. Còn mẹ nó! lâm bác thần với vẻ mặt bối rối thét to, ta không muốn đèo vòng kim cô, ta không muốn đi tây thiên thỉnh kinh đâu. Năm người sợ gần đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết lâm bác thần đang phát thần kinh gì, không lẽ bị một chiều của khoáng thạch chi chủ đánh cho ngốc rồi? Nhảy mắt sau đó, lưỡi vào quầm khoảng mỏ ở sau lưng, vô số thân ảnh lao ra, trong đó phân anh chủ thần xách theo cây búa lớn, kiếm tiêu dạo, giờ chết của người đã đến rồi nhìn tên lâm bắc thần không thể động đậy bị chân áp dưới ngũ chỉ sơn vận anh thần dấy lên ác ý ở trong lòng vô cùng tức giận sách búa liền sầu tới không hay rồi bảo vệ lão đại nhìn tới cảnh này tiềm lòng thạch lớn một tiếng sau đó thì hai tay võng nhìn đẩy một cái liền đem lư băng ổn sau đó cùng với là mộc lâm sâm đẩy về phía ngũ chỉ sơn bản thân thì lui về sau lớn tiếng nói ta ở phía sau yểm hộ tiếp ứng cho các người. Còn mày à nhà ngươi, ta mời ngươi đến để đùa giỡn hả? Lâm Bắc Thận nghĩ. Bang! Tiếng sắt thép va chạm nổ vang. Trong thời khắc mấu chốt, thân hình của sở ngân đã xuất hiện ở trước mặt Lâm Bắc Thận Một quyền đánh trên cây búa khổng lồ, bé lên từng đám hỏa tinh, chặn ra một đòn của cái búa khổng lồ ấy. Vân Anh Thần đùi lại phía sau hai bước, Sở ngân bị chấn động đến mức trong miệng mũi mơ hồ có máu tươi chảy ra, lập tức đã phần cao thấp. Thực ra thực lực của sở ngân cũng không yếu hơn vân anh thần, nhưng vi áp của vị cách thần linh lại là thứ mà phạm nhân không cách nào ngăn cản. Dưới một chiều giao thủ vẫn khiến hắn chịu thường như thế. Tiện nôi đảng người lại dám ngăn cản ta. Vân anh thần nổi giận như sấm lại một lần nữa dương vũ. Nhưng trong khoảnh khắc này, một hắc ảnh chợt lóe lên. Chỗ canh tài to lớn của Vân Anh Thần tuôn trong một đảo máu tươi. Thứ gì vậy? Vân Anh Thần đột nhiên kinh hãi, thoát thần lùi lại phía sau. Vừa rồi hình như là có một con chuột đen to lớn chạy qua, có thích khách. Thân thể của hắn chính là lấy Vân Anh Thần nhằm chế tạo, cứng rắn phù sọc. Bình khí bình thường căn bản khó mà đã thường được. Kết quả hôm nay lần lượt hai lần bị phá, khiến cho trong tay vân anh thần run rẩy nhanh đục vách đá ra cứu thiếu gia một giọng nói vang lên bên tai sợ ngân hình như rất quen thuộc nhưng đã không nhớ ra được rốt cuộc là ai nhưng mà cũng bất chấp suy nghĩ cái gì nữa sợ ngân đến nghiêng đầu bắt đầu hành động mười ngón hai tay của ông ta chuyển động răng rắc Trước kỳ diệu của cánh tay người máy được thể hiện ra lòng bàn tay của cánh tay phải hóa thành một mũi quan lòng bàn tay của cánh trải tái hóa thành một đầu đảo hướng về phía nham thạch trên đỉnh đầu lâm bắc thần dùi đục răng rắc răng rắc mà mẹ nó nhìn thấy cảnh này lâm đại thiếu trừng to mắt chó của mình đây chính là hình thái mà thiên mã lưu tinh tí tiến hóa ra sau khoảng thời gian dài lão sợ đào khoáng sao cái này không phải là đang làm tường tiến tu nửa năm sao một trận hỏa tình bắn ra tứ phía nhắm thành nhỏ vụt bắn ra, giống như xì bằng rớt xuống. Lâm bạc Thần chỉ cảm thấy lỗ tai đều sắp bị chấn cho điếc rồi. Không được, cứng quá rồi. Sợ Ngân rất nhanh liền dừng tay. Ngũ Chỉ Sơn, sau cửa thủ nham tường biến thành kia, độ cứng có thể so với thần kim. Sở Ngân nhất thời căn bản là không cách nào đục nát được. Nhanh lên. Giọng nói của cung công có chút gấp gáp. Sau khi hắn đi vào thần giới, tiến hóa cấp tốc nhưng dù sao cũng không phải là thần sao đấu với chiều khổng lồ của vân anh thần chỉ có thể triển đấu thời gian lâu dài bị ủy áp vị cách thần linh chấn nhiếp tốc độ dần dần chậm lại giữa quyến độc thần chiến sĩ cùng thần linh bình thường tồn tại sự tranh lệch về chất không phải thực lượng đơn thuần có thể bù đắp lâm bắc thần thiếu đốt thần lực thổi động hoàng thần quyền giáo và bất hủ chỉ khôi muốn tránh thoát nhưng mà ngũ chỉ sơn trên cười dông dịch thần nhạc, lại khó mà trung chuyển dù chỉ một chút. Đây chính là lực lượng của một trong bảy đại thần linh chủ chiến sao? Quả nhân không phải là thứ mà tiêu chuẩn thần lực chiến vương cấp của mình có thể đối kháng được. Thế cuộc không ổn rồi. Càng ngày càng có nhiều thần chiến sĩ của quang thạch trì chủ thần tộc từ đối ra của quảng mỏ dưới đất dâng thương hát triều tuôn ra nhảy bổ về phía đám người lâm bắc thần giết bọn chúng. Một người cũng không được buông tha, giết hết toàn bộ. Vân Anh Thần phung vẩy chiến phủ, còn cao hơn cả mình. Một bố đánh bay hắc ảnh do cùng công biến thành. Chỉ vào bọn người Lâm Bắc Thần bị chân áp, ngầm lên. Mẹ nó, lần này chơi lớn thật rồi. Tiềm Long vung vẩy trường kiếm, lầm vào khổ chiến. Hắn gặp trực giác dự cảm nguy hiểm. Trước đó trực giác nói cho hắn biết lần này là hành trình đại phú đại quý. Còn bây giờ trực giác của chó nhận không ngừng nhắc nhở hắn, người chết chắc rồi. Tín hiệu không phát ra được, không có cách nào xin cứu binh. Lương bác Ổn với vẻ mặt nồn đóng. dục hỏa toàn thân, phía sau hiện ra hư ảnh chủ tước. Viêm lực cực nóng bộc phát ra, hai thành đoàn đảo cánh chim màu tím trong tay, hiển nhiên không phải phàm bích. Giữa lục chén, tiếng đau kỳ lạ giông như tiếng chim chủ tước vỗ cánh mà mẹ nó Ta chính là muốn biết Vừa rồi là ai đẩy ta Mộc lầm sầm trên đầu trang một mảnh lục quang Đó là một hạt giống thần thụ Tỏa ra khí tức sinh mệnh Lục quang đem cả người hắn đều chiếu rọi Ra làn da sành lét Cũng đem mấy đồng bọn xung quanh Cũng chiếu xanh mơn mởn Giống như một đám rào hẹn